Ba má ơi, vô Con nè. chào mẹ. Chào ba mẹ. Chào ba mẹ. Ngồi phát biểu nha chị ơi. Mọi người đâu rung quá. Chuẩn bị nói mà rung quá à. Chưa nhiễm Covid má ơi. Các con vẫn khỏe mẹ, má ơi. Mẹ nó no là các con bệnh. Con đầu tiên bao giờ cũng là no. Mày ốm hả? Là tự mọi người cho em có tinh thần nói, em đang rung quá. À, hôm nay là ngày vua làng báo hiếu. Cũng cảm lên, mẹ mình mà, bố mình mà, cũng cảm lên bạn ơi. Ai cũng nghẹn lòng, mà nhắc đến bố mẹ đúng không? Cái mang cái trái tim này. Lâu rồi chúng ta không gửi lời tình đến tấm lòng đến bố mẹ. Thôi là tấm lòng nói không có được. Yêu thương để trong lòng như từ trước đến giờ ít nói ra được đúng không? Phải nói ra, phải nói. Cứ làm một đứa trẻ chạy vào lòng mẹ đi, các sếp ơi. Hôm nay chúng ta được thành thật lòng. Thôi mình nói nha. Đâu cả nhà thực sự nào, cả nhà con điện thoại là cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Con thương ba mẹ rất là nhiều. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chào ba mẹ. Chị Châu Mai còn chơi 2 phút. À, mọi người làm cảm động quá, điện lên không nói được gì. Tuyệt vời quá. Mọi người thả tim cho Châu Mai với cái sự dũng cảm này nào. Ok, rồi Quyên nào, Quyên đang gọi, đang đợi kìa. Cả nhà mình hơi ồn thì tắt máy nhá. Đừng để cho các bạn nói. Em xin chào tất cả các sếp. Đang gọi gì cho mẹ, bàn về chuyện là hôm nay mẹ được để đi tặng 20 phần quà cho những bà con khó khăn ở bên vùng dịch, ở bên Việt Nam là không ra được khỏi nhà để mà đi chợ. Mẹ con đang có chiến dịch để mà cùng nhau quyên góp, mà được cho người nào thì hay được người đó. Mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ ơi. Chúng con chào mẹ. Ông chào mẹ. Mẹ. Mẹ em. Nay điện mẹ nói là hôm nay là ngày lễ Vu Lan, lễ cảm ơn. Ai còn cha còn mẹ thì cài bông hồng đỏ trên ngực. Nhà con mẹ thì cài bông hồng. Nhưng mà hôm nay không có mẹ kế bên để mà cài cho mẹ cái hoa hồng đỏ. Em thông báo với sếp mà hôm nay lần đầu tiên mẹ em khen em đẹp gái thôi các sếp. Đó giờ thì chưa có nói cảm ơn mẹ, nói xin lỗi mẹ thì nhiều chứ nói cảm ơn mẹ thì chưa có. Hôm nay cảm ơn mẹ sinh ra con, cho con được cái nghị lực để đi tới ngày hôm nay. Cảm ơn mẹ. Yêu mẹ. Yêu mẹ, yêu mẹ. Chị nha, yêu 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 mẹ. Không mẹ biết. Yêu mẹ con, yêu con, yêu mẹ và mẹ vậy đó. Không mẹ biết. Em sẽ chúc các sếp có một mùa lễ Vu Lan. Ai không có ba có mẹ bên cạnh thì điện về cho ba cho mẹ. Thể hiện tình cảm, em một người khó thể hiện tình cảm lắm, nhưng mà em mở lòng để em thể hiện tình cảm cho ba cho mẹ nhiều hơn. Xin cảm ơn cả các sếp, nhờ có các sếp hôm nay mà em dũng cảm điện về cho mẹ để mà thổ lộ tình cảm đến với mẹ. Hạnh phúc quá, tuyệt vời quá. Cái này phải đầu tiên phải cảm ơn anh Thảo rất là nhiều. Ý tưởng rất là hay, tuyệt vời. Vì rất là nhiều anh chị em nó không thể là tự mình có thể là dũng cảm thể hiện, mặc dù yêu rất là nhiều. Như em thì em vào trong này, em vào trong Asimi và lúc đấy thì em mới bắt đầu là mình nhận và sếp Yến rất là nhiều. Về sếp Yến, các sếp thấy rằng sếp Yến thể hiện tình yêu thương rất là dạt dào. Em cũng học
học được nhiều, và lúc đấy vào trong Asini thì mình cũng học hỏi được rất là nhiều điều. Từ lúc đấy là em đã biết là thể hiện những yêu thương là mình phải nói ra, nên là mình nói thì hơn với các sếp là không bị ngượng nữa, vì mới đầu tiên em được cảm nhận rằng như ví dụ như Châu Mai lên các thứ là đầu tiên em cũng ở trong cái địa vị thế, nói rất chi là ngượng, không biết nói cái gì, nói xấu hổ lắm, mặc dù là mình nói với con mình rất là nhiều. Nhiều lần mình thể hiện con mình rất, nhưng bố mẹ mình lại chưa thể thể hiện được. Nhưng mà hôm nay đấy là nhờ cái cộng đồng của Sini, nhờ anh Thảo, sếp Yến, nhờ các sếp ở đây mà các sếp có thể là dũng cảm. Nhưng chúng ta phải tự cho là chúng ta dũng cảm gọi điện cho mẹ, đúng không ạ? Đấy thật rất là ý nghĩa, thì thật sự là một cái ngày ý nghĩa lắm. Và nhân đây thì trước tiên là cảm ơn bố mẹ sinh thành. Bố mẹ của chúng ta là chỉ có một, còn ở Asili này thì cái người bảo trợ của chúng ta cũng chỉ có một, nên mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến người bảo trợ của Hồ Yên, cho cổ kết là sếp Hải Yến. Xin chân thành cảm ơn sếp Hải Yến. I love you, Bạc Bạc. Nãy giờ thì em gọi về nhà mà không ai bắt máy thì hay tìm một cái trần. Yêu các sếp quá. Ba em hiện tại đang ở nhà em nhưng mà ba ngủ rồi. Dạ, bài đầu tiên của chúng ta là cảm ơn cha mẹ, bây giờ cảm ơn người bảo trợ thì sếp Yên đã làm rồi, bây giờ đến lượt Yến. Yến sẽ chân thành cảm ơn hết Thảo. Mặc dù là người chị đấy, thế nhưng mà nhiều khi vẫn còn để cho em phải chỉ bảo, em phải nhường nhịn. Thực sự đúng là khi chúng ta làm đồng đội là một phần, nhưng mà vì người bảo trợ mình đi đúng đường nên là mình theo lòng lớn, nên là xin chân thành cảm ơn là sếp Isoda cho chị vị trí của ngày hôm nay, được cùng đồng hành cùng với em là một người tài ba hỏi chủ đường. Nó đứng hai bàn chân xuống. Chân thành cảm ơn Isoda. Chị cảm ơn em. Cảm ơn sếp Yến. Sếp Yến làm rồi thì đến lượt em đúng không? Hôm nay em không phải là có một người mà em có những hai người sếp lận, là sếp Thồng Cấm, sếp Quân Chia, là hai người luôn luôn cho em cái động lực và luôn luôn dẫn dắt em. Sếp Gấm luôn luôn là một cái sự dịu dàng y như một người mẹ với cả một người chị vậy. Và sếp Phượng vừa là một người bạn nhưng mà là một người dẫn đường cho em đi ở trong đây. Thì hôm nay em cảm ơn hai sếp rất là nhiều, nhờ có hai sếp mà em mới có ngày hôm nay. Cũng ngược lại là cũng cảm ơn sếp Yến, cũng nhờ có sếp Yến mà cũng mới có em ngày hôm nay. Nếu như không có cả tuyến trên lẫn không có cả tuyến dưới ở đây, chắc chắn là em sẽ không có ở đây nữa rồi. Mà cảm ơn sự phân do của em. Cảm ơn Mita. I love you. Xin Thảo, cảm ơn ngồi đến chị nha. Thật sự là như mọi người nói, cái lúc nào mình cũng là mình cái lời mình muốn nói, yêu thương mình hay để trong lòng là mình không quen nói ra. Đến lúc khi mình nói ra mình cảm thấy nó ngại cái gì đó thật sự luôn ấy. Và cái hôm nay không có nghe từ đầu được cái yên giảng, nhưng mà từ nãy giờ về trên đường về từ năng từ tiên cung đi về thì nghe mấy chị em đang chia sẻ là anh Thảo có một ý tưởng rất là hay. Thì thật sự là mình không gọi được điện được về cho mẹ, nhưng bây giờ mình sẽ cảm ơn người bảo trợ của mình luôn luôn lúc nào cũng là để cho mình một cái để mình đã nhìn để mình đi theo và mình làm động lực, để cái lúc mà mình mệt mỏi và mình cảm thấy ship mình nó nhỏ bé như thế mà bao nhiêu điều có thể làm được. Thật sự mà nói là rất cảm ơn Phượng và một cái vị trí luôn ở một chỗ để cho mình nhìn và mình đi theo. Và đến cùng ở CD chị em mình trong bây giờ trong phòng này là nhất định là chung là chị mình chị em mình là phải đến nha, không ai được mà giữa chừng mà có cái sự cố gì hết nha. Gọi điện cho nha, lúc nào mệt mỏi mình cứ gọi điện cho tiếng trên của mình sẽ có động lực sẽ đi tiếp. Rất là muộn rồi mà các sếp còn nhiệt huyết thôi, mình đang lái xe cho nên là nói đến đây thôi. Cảm ơn Phượng rất nhiều và cảm ơn các sếp cùng đồng hành với mình rất là nhiều nha. Đến em nha, cho em đi. Đến em nào. Vâng, cảm ơn người mẹ thì đã làm rồi. Bài tập 2 đó là cảm ơn người bảo trợ của mình. Thì trước tiên xin cảm ơn ba người bảo trợ đã luôn thương yêu sếp Huyên và Yến, sếp Cấm,
Và biết là trái tim luôn hướng vào tất cả các sếp đang hiện tại và sắp hiện tại. Ơn một lời đồng hành cũng như là lời trái tim dù rằng là Hòa rất nhỏ bé chưa làm được cái gì cả, nhưng chắc chắn rằng với sự dẫn dắt của các sếp, với sự dẫn dắt của các sếp, em cảm ơn sự người bảo trợ của Hòa, đó là sếp Nguyên, sếp Tiến và sếp Ngấm. Ba sếp luôn luôn là người bảo trợ và đồng hành. Cảm ơn các sếp không quản ngại thời gian này, sức khỏe này, và cảm ơn toàn thể các sếp hiện tại đang có mặt tại phòng. Cảm ơn rất sâu đậm luôn. Và dù rằng là Hòa chưa làm được một cái gì cả, nhưng chắc chắn rằng với sự dẫn dắt của các sếp thì Hòa sẽ tự và làm theo y hệt luôn, nghĩa là sao đúng bản, học đúng cách và làm đúng những gì các sếp bảo. Xin cảm ơn các sếp rất nhiều và gửi lời yêu thương từ trái tim. Sai đăng đi. Tập trung. Đem phát biểu suy nghĩ. Thôi đến Đồng nhá. Đồng nói trước đi. Mời các sếp ăn cơm. Các sếp vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Thật sự mình cũng là cái con người gọi là nói chuyện về cái giọng nói của mình rất là thô lỗ, mà từ hồi nào từ thì nó không có biết là mình thể hiện cái tình cảm của mình ra bên ngoài đâu. Thì thật sự là rất cảm ơn sếp Phượng với lại sếp Thảo với Sora. Thì nhờ sếp Phượng là có cái cuộc điện thoại của sếp, mà cũng là một cái ngày hôm đó xuống uống cà phê và đã cho Đông được hiểu được đến cái công việc và cho mình một cái cơ hội đến với cái công ty Athena. Tuy là Đông có được nghe qua sếp Thảo An San, nhưng mà chỉ nghe qua thôi, chứ còn người trực tiếp chia sẻ cơ hội là sếp Phượng đã đưa Đông đến với cái công việc này, với cái máy nhà Athena này. Cái lúc đầu Đông cũng đến với cái công ty này thì lúc đó thì Đông đầu tiên Đông cũng nghe nhiều về công ty, Đông cũng không tin tưởng về công ty và cũng không tin tưởng về sản phẩm và hay có cái lòng nghi ngờ. Nhưng mà nhờ hai sếp xuống và đã chia sẻ thật tình và cái nắm tay của sếp Phượng rất là ấm áp. Hả? Chính là như vậy và sếp Phượng nói là em sẽ đồng hành cùng với chị. Thế là nên là Đông đã cho mình một cơ hội. Tại vì trước giờ là Đông định là không làm công việc này nữa. Cũng tại vì mình cũng làm nhiều công ty đó mà mình không có, gọi là mình không có kết quả, nên là thành ra mình cũng chán, mình không muốn làm nữa. Nhưng mà sếp Phượng bảo là em thấy chị lúc nào chị cũng rất là kiên trì, mà chị lại chưa làm được cái, chị cũng chưa có tìm đúng chỗ, cũng chưa có người bên cạnh chị chưa có phát triển được cái con người chị, thì chị cứ thử đến một lần với lại bọn em đi. Thì lúc đó thì Đông thấy là sếp Thảo nghe chia sẻ về cơ hội và sếp Phượng nói rất là chân thành. Sau khi Đông vào thì Đông sau đi, khi mà đi uống cà phê về, Đông mất ngủ cả đêm cả nhà, Đông mất ngủ một đêm luôn. Xong mình suy nghĩ mình suy nghĩ xong rồi mình còn trong đầu mình nghĩ là khi mà mình vào cái này rồi mình chia sẻ cho ai cơ. Nghĩ luôn cái đêm đó luôn á, chứ không phải mình chờ đến sang đêm không khác nữa luôn á. Mà thật sự là khi vào đây rồi mình không phải là vì là mình vào đây mình kiếm được nhiều tiền mà mình thấy vui. Ở đây thì thật sự là cái tình cảm chị em, rồi là các sếp hỗ trợ Đông trong suốt thời gian qua, có sếp Thảo Khánh, có anh Thảo. Tuy là Đông thật sự là Đông đi nhiều công ty, nhưng mà để và nói về cái kinh nghiệm rồi là cái học vấn của Đông nó rất là kém, cho nên là so với lại các sếp thì Đông rất là chậm, nên là Đông phải cố gắng học hỏi thêm nhiều. Và cũng nhờ đó mà các sếp đã rất là tận tình chia sẻ cho Đông và hỗ trợ Đông suốt những thời gian qua, thì Đông cũng chỉ biết nói là những lời thật chân thành và những lời cảm ơn đến các sếp thôi, chứ cũng không biết nói gì. Thì nói
nói gì thì cũng chỉ là những lời cảm ơn thôi, nhưng mà không thể nào kể ra được hết được những cái gọi là cái sự mà mình cảm nhận trong lòng của mình. Đó, thì Đông sẽ cố gắng và sẽ kiên trì với lại cái công việc mà bên công ty của mình. Cảm ơn sếp ta đã nghe không? Cho hàng cướp mất trước nha các sếp ơi, mấy hàng sắp sụp mùa rồi. Cho hàng cướp mất chàng nói để hàng sụp mùa là không nói gì luôn đấy. Vâng, xin chào các sếp. Chị từ nãy giờ nghe các sếp nói về những lời cảm ơn của bố mẹ với các sếp tính trên thì hàng cũng không gọi lời cảm ơn tới người bảo trợ của hàng, không những hàng mà là cả anh đoàn văn hai, cả hai vợ chồng hàng không là một người bảo trợ, đó là chị Đoàn Thái Yến. Hôm nay thực sự là chị thôi, mình tưởng là em nhé. Thì cảm ơn sếp rất là nhiều. Thực ra từ ngày mà mình bước chân vào Siri ấy cho đến bây giờ, Hằng đã nói chung là Hằng chưa thành công cho công ty này, nhưng Hằng đã thay đổi rất là nhiều từ cái suy nghĩ, từ cái nội tâm và nói chung là cái cách cư xử của mình đối với mọi người ấy, là Hằng đã thay đổi được. Nói chung là Hằng cảm thấy là bản thân thay đổi rất là nhiều. Và trong cái quá trình đấy thì thật sự là có những cái thời gian Hằng cảm thấy là Hằng bất mãn với nhiều cái trong công việc, nói chung là do ảnh hưởng của nhiều cái vấn đề bên ngoài đấy. Nhưng mà nhờ có chị Hải Yến là chuyên gia của Hằng, người bảo trợ Hằng rất là luôn là bên cạnh động viên, nắm tay và giúp đỡ Hằng trong những lúc mà Hằng thực sự là khó khăn nhất, những lúc mà Hằng rơi vào điểm C, thì Hải Yến sẽ phải là luôn ở bên cạnh bảo ban, chỉ bảo sẽ biết rất dịu dàng. Nói chung là mình cảm nhận được cái công việc này và mình yêu thích cái công việc này, và bây giờ mình tự động thay đổi và tự động theo, tất cả đều là nhờ mình thể hiện, nên là cho mình cảm nhận được cái tình cảm thật sự từ cái trái tim, từ cái tâm của sếp ấy. Và thật sự là không biết nói gì hơn, cả hai vợ chồng mình là đi đến đồng hành với công ty ACD được đến ngày hôm nay, thật sự là do sếp Yến tác động rất là nhiều, và sếp Lisora cũng như sếp tổng nhà chúng ta, các sếp ấy không phải là người bảo trợ trực tiếp, nhưng các sếp vẫn luôn dành thời gian quan tâm động viên, như những lúc khó khăn các sếp luôn chia sẻ, luôn ở bên cạnh nói những lời động viên rất là ảnh hưởng đến, rất là những lời động viên của sếp ấy tạo cho mình một cái động lực đấy để cho mình đi đến ngày hôm nay. Thực sự cảm ơn các sếp rất là nhiều, và đặc biệt là sếp Hải Yến. Nói chung là cái con đường Agile này là con đường hàng quyết tâm, hàng phải đi đến cùng dù bất cứ chuyện xảy ra. Thì nói chung là sếp, đối với sếp Hải Yến á, thì mình dám hứa một câu chắc chắn là cái con đường Agile này mình sẽ đi đến với sếp suốt một đời này luôn. Bởi vì mình nghĩ là trong cái công việc này ấy, thật sự không phải nó không đem lại cái gì, chưa đem đến kết quả cho mình hết, nhưng mà cái tình cảm mà trong cái đội nhóm dành cho hàng ấy, hàng cảm nhận rất là môi trường khác không bao giờ có được. Không có môi trường nào mà hàng cảm thấy là có được một cái tình cảm mà đáng quý như cái môi trường ngoại trên mình. Tại vì ở bên hàng 18-19 năm rồi, hàng cũng đã tham gia rất nhiều công việc và cũng làm rất là nhiều công việc này công việc kia hàng đã tham gia. Nói chung là trải qua rất nhiều công việc rồi, nhưng mà tất cả các môi trường ấy thì từ trước đến giờ hàng chưa bao giờ cảm nhận là môi trường nào tuyệt vời bằng cái môi trường mà hiện tại hàng đang làm, đó là cái môi trường của công việc trong công ty Agile của mình. Thì thực sự là rất là chân thành cảm ơn sếp Yến, và thực sự là chúc các sếp thật là nhiều sức khỏe để chúng ta có thể là vượt qua được cái mùa dịch này, để đưa công ty Agile của chúng ta mở rộng hơn đến toàn quốc trên thế giới. Cảm ơn các sếp rất là nhiều, cảm ơn sếp Hải Yến rất là nhiều, và thực sự rất là yêu các sếp. Sếp Yến ơi, chúc sếp nhiều lắm ạ. Cảm ơn các sếp ạ. Em có được chưa vậy? Giờ đến lượt Thảo. Em được chưa vậy? Thảo, anh đến Thảo phải hiểu nhiều lắm luôn nha anh Thảo. Bây giờ mình Thảo ơi, tôi nói rồi. Cái cảm ơn với người bảo trợ của mình bài 2 chưa trả mà. Còn bài 1 à, đúng không? Anh Thảo ơi, em được chưa Thảo ơi? Anh Thảo nhường đi, anh Thảo nhường em lần đi Thảo. Nhường tiếng dưới em lần đi Thảo. Ngoài em lớn tuổi rồi, ngoài em đợi cũng lâu. Tôi để cho anh Thảo nói một phút, cho anh Thảo một phút thôi nhá. Anh Thảo nhường cho mọi người luôn rồi kìa. Thế thì sẽ Thảo là sẽ Mai đúng không? Sẽ Châu Mai nói đi. Thằng mới nói điện thoại cho bà ngoại đấy. Em cảm ơn anh Thảo nhường nha. À,
em giới thiệu với mọi người, đây là mẹ và ngoại của em. Chào mẹ và ngoại. Chào bà ngoại. Mẹ anh chào các chị. Bà ngoại, anh nghe bà ngoại đã lâu rồi. Bà ngoại nha. Ngoại ơi, ngoại ngoại chào mọi người ngoại. Con chào ngoại. Chào bà ngoại. Con chúc bà ngoại luôn luôn khỏe mạnh. Mà em lãng tay rồi, nhưng cũng may là trước khi đợt dịch em được về, được về với ngoại là sau 4 năm thăng hàng. Là trong 4 năm đó ngoại em bệnh rất là nhiều, rồi khi mà em về là ngoại khỏe hơn hơn những cái lúc mà em chưa về. Là hôm nay là ngoại biết hôm nay ngày gì không ngoại? Hôm nay là lễ Vu Lan. Hôm nay là lễ Vu Lan nên là con điện về. Con cảm ơn ngoại. Con cảm ơn ngoại dòng nha. Ngoại nhớ con không? Không biết sao nhớ anh làm thôi được. Ngoại có nhớ con không? Khi nào hết dịch con về thăm ngoại nha. Em nhìn qua hình rồi thấy em và con em thì cứ kêu thôi. Cứ nghĩ là về. Để con nói chuyện với mọi người. Để con nói chuyện với mọi người. Rồi có gì con điện sau nha. Làm em nhớ ngoại em quá sếp ơi. Xong lại cảm ơn ông bà và mẹ và bố rồi thì em cũng cảm ơn người bảo trợ của em là trước đó là sếp Nguyên và sau là sếp Hồng và tất cả các sếp ở đây. Sếp Nguyên là một người em mà em quen khi mà em kết hôn với chồng em trong cái thời gian là đại học ở thành phố. Rồi sau khi sang Hàn thì chị em không có còn gặp nhau nữa và chỉ có liên lạc qua Facebook thôi. Và cũng cơ duyên thì sếp Quyên đã giới thiệu đến cho em vào ICD. Và em biết đến mọi người và biết đến sếp Phượng, sếp Hồng, sếp Thảo, Isura, sếp Yến, tất cả các sếp ở đây. Khi mà cái lần đầu tiên lên công ty thì em thấy rất là bỡ ngỡ và em... sau đó em quyết tâm em làm thì em cảm thấy là rất là hạnh phúc. Và tại vì mình cái trước mắt là mình sử dụng sản phẩm thì mình hết được cái bệnh trầm cảm mà sợ người lạ nhiều hơn và mình trốn tránh tất cả mọi thứ. Cũng như cảm ơn sếp Quyên, nhờ sếp Quyên mà em có thể mở lòng hơn, rồi gặp các sếp ở đây học hỏi thêm nhiều, rồi là có thể là cái cư xử của mình, cái cảm xúc của mình, cái tư duy của mình được mở rộng hơn, mình có thể điềm đạm hơn, mình có thể có ý chí mãnh liệt hơn. Và kể cả anh Phúc Thảo, cái lần đầu tiên em gặp anh Phúc Thảo ấy thì anh Phúc Thảo là cái người mà truyền cảm hứng đến cho em rất là mạnh. Và tới mỗi ngày vào học Zoom mà được nghe anh Phúc Thảo phát biểu giống như là được học thêm một cái gì đó, giống như là tạm gọi là cú tát cho mặt nhưng mà tát cho mình tỉnh ấy, tát đúng tâm lý và cho mình tỉnh ra. Và mỗi lần như vậy em cảm thấy rất là sung sướng và hạnh phúc luôn. Cảm ơn tất cả các sếp, yêu các sếp nhiều. Em cũng yêu sếp.
em có hai tiếng giới nè. Tới lượt em, tới lượt em xếp ơi. Phương xếp dùng, ok, xếp dùng đã vào rồi. Đây, thật sự em mất ước lắm, em khóc từ đầu mùa tới cuối mùa. Em không biết nói gì hết. Em thấy mấy xếp ai cũng tài giỏi hết cho nên ngưỡng mộ quá mà khóc không. Thật sự nãy giờ điện về nhà thì mẹ ngủ rồi cho nên cũng không có điện được. Thôi bây giờ còn tiếp sponsor người bảo trợ dẫn em và Ashley thì nhân đây em rất là cảm ơn nhà ship mà em có được thấy ạ. Cái vị trí như vậy thì chưa có thành công nhiều nhưng thật sự cũng nhờ ship dẫn dắt và nhờ ship Thảo và ship Châu Mai, hai ship đã nhiệt tình hỗ trợ em để em có được vị trí này hôm nay thì rất là cảm ơn các ship nhiều. Khóc bích ướt cho nên không nói gì được hết. Cảm ơn sếp Dung. Từ đầu giờ là tôi thấy là sếp Dung là khóc từ đầu đến cuối luôn. Mình còn có đoạn không mà khóc từ đầu luôn. Tôi thấy tội nghiệp quá cho phát biểu một câu. Không mà hôm nay là rất rất ý nghĩa luôn. Thật sự trong cuộc đời của em 16 năm em rất là sợ những giọt nước mắt luôn anh sếp ạ. Em chưa bao giờ khóc trước mặt ai em nói thật lòng. Và em chưa bao giờ điện thoại cho ba mẹ mà khóc luôn. Ngày xưa cái ngày mà đi với chồng, cái ngày ra sân bay và khi mà điện thoại thì chưa bao giờ khóc trước mặt ba mẹ. Hôm nay là ngày đầu tiên. Hôm nay rất là cảm động. Cảm ơn cái bài học này rất là ý nghĩa. Và em cũng cảm ơn sếp người bảo trợ của em là sếp Thảo Khẩn. Thảo Khẩn đã giúp đỡ em rất là nhiều. Và cảm ơn sếp đã đưa em vào được cái môi trường ngày hôm nay. Em cảm thấy học hỏi được rất là nhiều. Thì ngày hôm nay thật là ý nghĩa. Mình đã nói chung là mình đã có can đảm. Can đảm mình bước ra. Mình có thể khóc trước mặt mọi người. Thật sự cuộc đời em sợ nhất là nước mắt. Em vô và khóc trước mặt ai. Một ngày rất là hạnh phúc luôn. Để ta em nhắc cho em phát biểu chút xíu. Em khóc nãy giờ cũng nhiều rồi. Đầu tiên là em cũng gọi về cho mẹ. Nói chung là em rất là thương mẹ. Thật sự các sếp không biết thế nào. Ai cũng thương mẹ mình một cách khác nhau. Nhưng ngược lại em thì mẹ em là nhất. Thật sự là em nghĩ cái đâu ngày mà lỡ mà không còn mẹ không biết làm sao em sống được như thế. Em có gọi sếp thư. Em cái là mình lo sếp mà mở quán nên là em gọi cho sếp thôi, bảo là sếp đang cẩn thận mùa dịch này sếp ơi, nói chung là chị mình giữ gìn sức khỏe. Em cũng điện cảm ơn sếp Lưu rồi lời cảm ơn tới sếp Yến, sếp Phượng và nhất là sếp Tào Sora, một người thầy của em trong Ashley. Thật sự là nói về sếp Tào Sora thì em thực sự có rất nhiều kinh nghiệm với sếp nhưng mà chị những lúc em cảm thấy em bị mất lửa hay gì đó em nghĩ là em không được quyền làm này. Mình không có quyền để mình bỏ cuộc ấy, cứ là mình không được quyền gục ngã. Tại sao các sếp quá yêu thương mình, quá nâng đỡ mình, quá đặt niềm tin mình rồi, mình không có quyền để mình gục ngã. Và những cái kỷ niệm ở sếp Sora thì phải nói là quá nhiều với em, để gắn liền với sếp Sora rất là nhiều so với các sếp khác. Thì là Yến, sếp Phượng, sếp Thảo rồi sếp Thư, những người mẹ người chị của em, thật sự những người mà phải nói là trong gia đình của em thôi. Một lần nữa em chân thành cảm ơn các sếp đã cho em có ngày em đây. Thực sự cái thành công hiện tại bây giờ em đang có là em trưởng thành rất là nhiều luôn rồi. Mình đã lớn hơn rất là nhiều rồi. Thực sự là bây giờ chỉ có 32 tuổi thôi nhưng cảm thấy mình 40 tuổi. Mình học được rất nhiều thứ, mình lớn từng ngày. Và rất là chân thành tất cả các sếp đã cùng trong nhóm từ em đưa xuống đi. Em cảm ơn các sếp rất là nhiều đã đồng hành cùng em. Có những lúc thì em mình mất lửa xuống điểm C nhưng mà các sếp vẫn cố gắng, vẫn còn được ở trong hệ thống và cố gắng như thế này nè. Được xem, cảm ơn. Và có một kỷ niệm là nói về các sở thơ ra thì thực sự là lúc trước mẹ em đi học ở Mu Chu ấy thì là trời mưa rất là nhiều, mưa rất là nhiều luôn thì sẽ có chở em đi. Thực sự em không biết lái xe thế mà nó là anh đang hối hận luôn ấy. Thì sếp Thảo có chở em từ Seoul xuống tới Mu Chu 4 tiếng đồng hồ để học. Thì trên đường đi mưa rất là nhiều luôn thì em ngồi kế bên á, thực sự là em ngủ sếp lái xe em có tình cờ thì em mở mắt ra em thấy sếp dùng tay sếp tán vào mặt rất là nhiều luôn.
kiểu sếp mình cũng đang rất là buồn ngủ luôn, nhưng mà chờ em mình đi học. Thực sự em cái hình ảnh nó cứ ám ảnh trong đầu của em ấy. Em làm sao em thành công thì mình đền đáp được cái câu mời của sếp mình dành cho mình như vậy. Thì các sếp à, ở trong này tiền thì ở đâu cũng kiếm được, tình cảm ở trong Angelina thật sự là tiễn con đi sân bay cũng muốn con mình mang cái niềm hạnh phúc về cho gia đình của mình. Mà thật sự những cái hũ trò cốt mà về tới Việt Nam thật sự là không ai muốn cả. Nên là chị em mình làm sao mình xây dựng cái cộng đồng sức khỏe không những ở Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, tất cả người Việt trên thế giới này, mình mang cái hạnh phúc về cho cha mẹ của mình. Không ai muốn là đầu bạc tiễn đầu xanh cả. Nên là chị em mình hãy làm nên lịch sử, một lịch sử sức khỏe, không còn người đột quỵ trên toàn thế giới nữa. Cho nên đời nó sẽ ơi cho em phát biểu với cho em xin xíu thôi. Em ơi thay dòng chắc đầy cái thằng. Thật sự thì em vào đây em rất cảm ơn sếp Yến. Sếp Yến mọi người nhận chắc cho em từ đầu tới giờ, và em luôn cảm ơn sếp Phượng là 35 năm rồi em chưa bao giờ nói tiếng cảm ơn cha, cảm ơn mẹ. Nhưng mà hồi năm ngoái là em lần đầu tiên em nghe sếp Phượng đọc sách cho em nghe, và từ lúc đó em mới biết được cái lời cảm ơn cha, cảm ơn mẹ, và biết được cái lời và tha thứ. Người thân của em nó cũng không có được tốt nên em sống rất là nội tâm. Em chưa bao giờ nói cái câu cảm ơn cho mấy cha mẹ cả. Nhưng mà vào đây em được một cái môi trường, thật sự một môi trường rất là tốt. Thật sự cảm ơn sếp Phượng, cảm ơn sếp Yến và sếp Thảo Soda lúc nào, nhất là sếp Thảo Soda. Em cần lúc nào là cứ xuống với em lúc ấy thôi. Cảm ơn các sếp rất nhiều. Tôi nói nhầm sếp Yến không đấy? Không có đâu, sếp Yến thứ nhất rồi. Sếp Thảo cũng rất là sếp Thảo. Lần nào em lần học bằng đó thì alo cho sếp là sếp ok, không nói lời nào cả. Cảm ơn các sếp. Hôm nay khóc no lắm các sếp. Đến giờ này là bụng em ò ò eo eo, chồng em cứ bên cạnh cứ líu líu. Sao mà cứ khóc thế? Sao mà anh mua chục bay về để ngoài nó khô hết rồi sao không ăn thế? Ăn chục bay mà. Mình đi cái người khác không xách lấy vào không đưa cho em đâu. Hôm nay ăn cứ khóc no mất rồi. Cảm ơn ông nghe tin. Cảm ơn Hồng bé nhỏ mà nghị lực kỳ kiên cường. Cảm ơn cô gái của chị. Đáng lẽ đâu là ngày cảm ơn sponsor và cảm ơn cha mẹ đúng không? Thế nhưng mà đổi lại nếu như chị cái sự hy sinh của chị mà không có em trong đó, nó cũng là xuống sông xuống bể mà. Cũng là cảm ơn nghe tim đã mở lòng cùng chị đồng hành và cùng chị phát triển đến thời điểm đến giây phút này. Rất là cảm ơn em. Chịu thiệt thòi nhất, chịu vất vả nhất, chịu khổ nhất, mà cũng là ở xa nhất. Chị cảm ơn. Yêu em nhiều. Ta đang nghe. Chúng ta đi, ta đang nghe. Hôm nay Hồng, sắp Hồng ban ngày gọi điện. Sếp ơi em nhớ sếp quá, Hồng khóc tu. Bảo thế vậy thì mai lên với sếp nha. Mai lên với chị bảo dạ vâng. Thế nào cuốn gói đồ chưa? Thật sự là ở trong Marcelli nhà mình thì lại nói là một người thầy của em cũng như là sếp Huy nhà mình. Thật sự là em rất là thương sếp Huy. Mỗi lần mà không gọi được cho sếp là cảm thấy lo. Thật sự tại sếp nhà mình có bệnh gan đó sếp ạ. Sếp Huy nhà mình ấy. Nên là trong hệ thống mà thật sự là thiếu sếp Huy, em cảm thấy như là mình đang bị thiếu máu sống. Nên là lúc nào cũng mong sếp đâu rồi.
sức khỏe, thật sự là em chỉ mong sức khỏe thôi. Ở trong này cả nhà mình cũng như chị em với nhau. Bữa là em có nghe cô có rất là nhiều ấy, nhưng mà thật sự là, nhưng mà mỗi lần mà sức khỏe mà thấy mất tích đâu là em rầu liền. Trời ơi chị mình sao rồi, không biết là điện thoại không được. Thật sự em mà không có sức khỏe đâu, hệ thống của mình làm như em bị thiếu máu, cũng ngập thở luôn. Lo vừa lo vừa đầu. Cảm ơn sức khỏe nhà mình. Nên là một tình yêu của em. Ở trong này là nhà mình, nói chung là còn em gửi lời cảm ơn với sức khỏe sau của em với thì là đến lượt là Sếp Quyên nhá. Cho Sếp Quyên xin một phút thôi nhá. Bây giờ còn một phút thôi, còn những ai mà chưa phát biểu chỉ một phút thôi nhá. Dạ dạ dạ. Em là Quyên, em sinh sống ở Dạng Xanh. Cái lúc ban đầu em suy nghĩ chỉ là em đi kiếm một công việc để làm thêm thôi. Nhưng mà xuống em là hôm đó là nghỉ hè nên là em chuột mất một cơ hội làm thêm. Như là Sếp Hồng, em có hỏi Sếp Hồng ấy. Sếp Hồng nói là cứ lên đi, có việc này làm với chị. Xong rồi chia sẻ, Sếp Hồng chia sẻ cho em trong vòng 15 phút xem chốt luôn biết nữa. Uống có ly trà tím à. Thì từ đó cái là từ gánh nặng của sếp bắt đầu rồi đó. Em thấy gánh nặng ở đó rồi đó. Là nói chung với sếp Hồng là người đồng hành với em rất là nhiều luôn. Tới cái ngày mà hôm nay là sếp Hồng mới buông tay em. Em đồng hành với sếp cũng rất là nhiều. Mưa, nắng, gió, bão là đi qua cũng rất là nhiều tỉnh rồi. Vượt xa từ Trân An, đi Dở Xu, đi Incheon, đi Seoul là đi tấp tần tật. Nhưng mà sếp chưa bao giờ thân mệt với em cả. Em thấy cái nghị lực ở trong sếp rất là nhiều, em học ở sếp cũng rất là nhiều. Em thấy cái sự chịu khó của sếp. Em thấy được cái lòng cho đi của sếp Yến. Em thấy cái mà em nể ở các sếp rất là nhiều, như sếp Thảo, Soda, sếp Phượng. Lúc đầu thì em sợ sếp Thảo với Soda nhiều lắm. Em không dám, kiểu như có một cái gì đó. Nhưng mà khi mà từ từ dần dần em tiếp xúc nhiều rồi, em thấy rất là yêu sếp Thảo, yêu sếp Yến, yêu sếp Phượng, nhất là nụ cười của sếp Thảo Tỉnh nè. Và quan trọng nhất là sếp Hồng của em, một cô gái nhỏ bé mà để cho em nhìn theo, người đồng hành cùng em. Và nói chung là truyền lại cái kinh nghiệm sống cho em cũng rất là nhiều, dạy em thế nào là buông bỏ, thế nào là xin lỗi và thế nào là cho đi. Em cảm ơn sếp rất là nhiều. Em cảm ơn ngày trước có thể là em sẽ khóc, nhưng mà em không khóc đâu, bây giờ em khóc đâu, em vui lắm. Vậy giờ em cảm nhận được tình yêu có sếp, em vui lắm, em khóc. Em cảm ơn sếp rất là nhiều. Cảm ơn mình đã đồng hành chị nha. Một người làm sao cho em lên cấp bậc để em kiếm tiền em đi phẫu thuật thẩm mỹ cái. Ai cũng kêu sợ em ơi. Là sao rồi. Bây giờ sếp như là hoa hậu trong lòng em vậy đó sếp ơi. Không, lần này không phải lần đầu tiên đâu, Thảo nghe càng mấy chục lần rồi. Ai cũng bảo vậy. Tôi đi tại lúc đầu sếp nghiêm quá, nghiêm khắc ơi, nhìn thấy cái vẻ nghiêm khắc quá cho nên là sợ thôi. Em không nghiêm đâu, tại cái mặt em vậy mà nên em kiếm tiền để đi phẫu thuật cái mặt bác. Sếp Thảo ơi, như này Thảo đi ngủ em đi chứ. Sếp ơi. Rồi. Chị nói không. Được không? Còn ai chưa phát biểu đây? Chị Phương ơi, không? Chị Phương. Chị Phương ơi, có chị ơi chưa có phát biểu chị kìa, sếp An Chin nói kìa khổ. Mọi người nói gì? Mọi nói cuối cùng. Anh Thảo hôm nay tức bị tức quyền rồi, không được nói nữa rồi. Sếp Bắc Kê Hàng. Sếp Bắc Kê Hàng có một lời gì muốn nói không? Sếp An nói đi. Nhanh mà bị cái sếp nhanh. Không nói là mình đâu. Không biết nữa sao mà tự nhiên theo mấy sếp tới bây giờ nhỉ. Tại nó bị cuốn vào cái câu chuyện của mấy sếp á. Cảm động rơi luôn á. Chào sếp Yến, lâu lâu gặp nhớ sếp hết trời. Không nữa. Không mà, có một tuần không gặp á là tự nhiên nó nhớ, nó quen rồi. Tại vì lúc mới là Hồng hỗ trợ cho mình á, là lúc nào cũng cười bên. Hoặc là có khách hàng, có khách điện là lúc nào Hồng cũng chú, một tuần có thể xuống 2-3 lần, có thể 3-4 lần có thể ở tới 2-3 ngày. Tự nhiên nó quen rồi, đến nỗi con của mình mà nó cứ nhớ Hồng thôi, nó cứ theo xuống là theo Hồng dời thôi. Mình không hiểu tại sao nữa, nó bị cuốn vô. Cũng cảm ơn, không biết nói lời cảm ơn sao không nữa, tại như mình cũng hơi vụng về một tí. Nhưng mà thật sự là cảm ơn tất cả các sếp. Tại vì mình hiểu cái công việc này rồi. Hôm nay á, đặc biệt nhất là cảm ơn sếp Thảo, Soda. Có đối với mình là lạ đó.
không biết tiếng trên là nằm chỗ nào, nhưng mà cũng đi xuống lên tới phân thết hỗ trợ mình, nhưng mà rất là nghiêm chỉnh nha. Hẹn 11 giờ là đúng 11 giờ, không dư một giây là có mặt ở trước cửa nhà của nhỏ em mình luôn. Mà bữa nay là mình nói thiệt là mình rất là dũng cảm, mình gia đình em gái với mẹ rất là phản đối luôn, nhưng mà mình đi chia sẻ cho em với mẹ biết luôn là mình chính thức đang làm cái công việc này, cái sản phẩm nó như thế nào. Thì trước kia em mình cũng đã nghe về sản phẩm 3 năm về trước của chị nào ở phân thết đó, thì em mình cũng nói là tổng biết Xếp Phượng, biết Xếp Thảo, là biết Xếp Phương Diễm hay là biết tất cả mọi người ở phân thết rồi thì nó như thế nào đó. Nhưng mà thì Xếp Thảo là làm việc rất là chuyên nghiệp, mình cảm nhận điều đó luôn. Cái nội cái đúng giờ không mà làm mình đã thua rồi, mình phải học hỏi cái chỗ đó nữa. Rồi cái thứ hai là Xếp Thảo ăn một cái chỉnh tời mà đâu ra đó luôn. Thì đó, giờ trong quá trình mà tư vấn á, là có những lúc mà tư vấn những cái điểm mình chưa học á, Xếp Thảo nói rất là trôi chảy, mình học được cái điểm đó nữa. Cái đó là rất cảm ơn Xếp Thảo luôn. Nhưng mà nhiều lúc á, chỉ có tiếp xúc được Xếp Thảo được 2 lần thôi, lên Seoul 1 lần với là bữa nay là 1 lần thôi, nhưng mà cảm nhận được điều đó. Còn đem chiếc bầu xuống tặng cho chị, nhìn cái bầu hoài luôn. Rồi đó là chị, nhưng mình gửi cái kết quả mà Xếp Thảo đã chia sẻ xong nè. Bây giờ chia sẻ xong á, là ba nhà mình, 3 người đàn bà ngồi tấu miệng tấu miệng mẹ mình với em mình là một phe. Chị nghĩ chị kỹ chưa? Em mình nó lúc nó nghe Xếp Thảo qua giảng á, nó nghe Xếp Thảo chia sẻ là nó cứ gật gù, nó cứ ok sản phẩm tốt này nọ nữa. Nhưng mà khi Xếp Thảo vừa đi ra rồi là phản đối kịch liệt luôn, là nói về Xếp Thảo như thế nào, Xếp Thảo như thế nào đã biết hết từ 3 năm về trước rồi. Nhưng mà nói một hồi á thì chị mình không nói nữa, mình không cãi nữa, mình nghe em nói thôi. Xong kia sao chị không nói nữa, kêu chị nếu mà em cái quan điểm của em như vậy thì em cứ giữ đi, thì chị làm cái con đường của chị, tại chị đã trải nghiệm sản phẩm 2 tháng rồi. Nó kêu chắc là chị yêu sản phẩm lắm nha. Đương nhiên thôi, chị rất là yêu sản phẩm. Bây giờ em có nói gì là chị vẫn yêu với nó, yêu nó, tại vì chị đã uống nó 2 tháng trời mà chị cảm nhận là trong cơ thể chị nó như thế nào rồi. Và cái kinh doanh mạng lưới mạng này á, nó cho chị được cái gì? Chị đã tiếp xúc, em đừng có nhắc tới lô hội gì nữa. Nó kêu hồi đó chị lô hội, chị cũng khuyên em, chị cũng kéo dẫn em vô, bây giờ chị cũng đâu làm, chị bỏ cuộc. Bây giờ lại một lần nữa. Xong mình nói là không, vì mình là chị làm lô hội rồi, nên chị bây giờ chị tiếp xúc cái công việc này, chị biết nó là tốt ở đâu, xấu ở đâu, cái điểm gì là cái điểm then chốt, cái điểm gì nó tốt với chị, nó là chị không cảm thấy là nó có cái gì đó là dẫn đường cho chị á. Chị biết cái nào tốt, cái nào xấu, là mình cũng đã phân tích cho em gái mình biết rồi. Nhưng mà nó vẫn không chịu. Nó nói là ok, chị cứ làm một điều của chị thôi. Nhưng mà em gái của mình đó là bây giờ nó đang bị có một chút trầm cảm. Chị nói là em phải vào room đi, em nói chuyện với mọi người nó rất là hay lắm. Xong chị có tặng cho nó cuốn sách là Tâm An Bắc Bình An. Hồi đó giờ nó không đọc sách, nhưng mà chị nói là em cứ đọc sách đi, em không làm với chị cũng được, em đọc sách đi. Là chị khuyên nó một vậy thôi, chị không nói nhiều nữa. Nó nói là chị yêu sản phẩm rồi, em không nói nữa. Và cái thứ hai mình rất là vui, tại là em mình cũng được bên mẹ. Cái thứ ba cũng là mẹ mình đã chịu dùng omega 3 với trà tím rồi. Là cái đó chắc mình rất là mừng luôn. Rất là mừng, tại vì em mình nó làm bên công ty hu hu là cái mấy cái omega 3 hay là mấy cái viên vi sinh là nó cho mẹ mình đang uống đó. Nhưng mà mình nói là mẹ cứ uống đi, mẹ cái viên của em á, thì nó vẫn tốt, mẹ uống nó hết nhức đầu, nó hết say sẩm, nó cũng đỡ. Nhưng mà mẹ uống thêm cái viên của con nữa đi, tại vì nó rất là dễ uống mà nó thơm nữa. Con đã uống 2 tháng rồi, con ngủ rất là ngon, tinh thần con rất là tốt. Thì đó, mẹ chịu uống. Và mẹ nói là mẹ uống tốt, mẹ sẽ giới thiệu cho những người trong công ty uống. Hãy chỉ mẹ cách đó đi. Đó là mình đã thuyết phục mình. Hôm nay tuyệt vời quá. Hôm nay là Xếp Thảo, rất là cảm ơn Xếp Thảo nha. Đây là lần thứ hai nha, hy vọng là tối ngày mình đi tìm Xếp Thảo thôi. Rất là chuyên nghiệp luôn, học hỏi ở Xếp Thảo nhiều đấy. Xếp Thảo luôn đi nha. Còn nha, em theo Xếp Thảo luôn đi. Xếp ơi, đừng có lại Xếp ơi, đừng có lại Xếp ơi. Rồi, Xếp học, có đưa xuống Xếp. Không, Xếp còn có là cái điểm này đó. Tém, tém.
sáng sớm là nó gọi điện nhắc mình gọi điện cho sếp Thảo rồi, mà mình lại vô tư mình quên cái vụ đó. Trời ơi, tại vì nhiều việc nhiều lúc cái chị bị giảm trí nhớ, mất trí nhớ nhiều lắm. Như nào cả Hoàng á, nó gọi điện mà cứ quên quay qua hai đứa kia rồi nói chuyện với mấy đứa bạn cái nhỏ bạn chia sẻ, hoặc tối mới quay cứ quên mất tiêu. Thì gọi điện với ai mà không có nhớ là để đặt cuộc gọi chứ sẽ Thảo ấn định là 11 giờ gặp ở Phan Thiết, quên luôn. Em vẫn nhắc sếp thường xuyên nha. Em sẽ nhắc sếp thường xuyên. Em cảm ơn sếp đã đồng hành cùng em nha. Chứ phòng chém lại nha. Em Nguyên nữa, chị thấy em Nguyên á, rất là ấm áp nha. Chị học ở em Nguyên cái đó luôn á. Rất ấm áp mà cái lời lẽ của em Nguyên rất là kiểu như là đi vào lòng người á. Kiểu gì á, chị thì nói chuyện đi vào lòng người, nó chỉ hơi cơ sẵn sẵn một tí. Nhưng mà em Nguyên nói chuyện nó gặp một tí, ha, một nút vuốt là sờ cái vai chị, rồi ôm chị. Tự nhiên nó cảm động kiểu gì á. Nó cảm động. Cảm ơn chị An nhiều lắm. Cảm ơn vì em được đồng hành với chị. Cảm ơn các sếp nha. Chị không bỏ cuộc đâu, chị đang muốn phát triển cái quán cà phê chị thêm một cái hướng về sức khỏe nữa. Cảm ơn vì em còn thấy chị trong hệ thống mỗi ngày, yêu chị. Cảm ơn sếp, tự nhiên bị cuốn vô giờ này luôn trời. Sáng ngày mới về sớm, chưa giờ giới luôn. Cảm ơn cái sếp nha. Để coi mình đi được cái tối đâu nha. Để coi nha, để coi ai về đích trước nha. Chúng ta sẽ được đi được bao xa chứ? À, để coi đi được bao xa, đúng rồi. Bởi vì sếp Thảo á, lời lẽ của sếp Thảo rất là kiểu như chỉnh chu sắc bén, nó đúng á. Nhiều lúc mình nói chuyện nó không có đúng như cái lời của mình nghĩ. Không sao đâu sếp. Em cũng mới nhặt được trong sách ra thôi, không sao. Nhưng mà bạn Hồng nói là chị phải đọc sách nhiều vô. Thì cái lời lẽ của chị Nhân cũng như sếp Hồng với sếp Phượng. Ok. Lúc nào mình cũng nghe lời khen của chị dành cho sếp Thảo. Giờ đây trong đầu em luôn. Không, nhưng mà hôm nay ấy, cũng cảm ơn sếp An ở cái là, có nghĩa là trước khi xuống là sếp đã bảo là em gái và mẹ là phản đối rất là kịch liệt rồi. Mình nghe vậy ca này khó đỡ mà sao lại mình đi ta. Mình gãi trong đầu rồi. Thế nhưng mà xuống ấy, được cái sự an ủi ở đây là chả biết người ta nhìn mình với ánh mắt như thế nào. Nhưng mà sếp An tiếp đón em một cách rất là lịch sự. Đó. Và đúng là mình nhờ cái chào đón của sếp An mà làm cho mình tự tin hơn ấy. Em bảo cứ chia sẻ thôi, người ta đón nhận như thế nào không quan trọng, việc của mình ở đây là gì, giúp đỡ tuyến dưới của mình và cái nhiệm vụ mình phải làm. Thế là hôm nay em cứ làm thế thôi, là nhờ sếp cả đấy. Chị không muốn sếp phải là đứng về một phe, tại vì chị muốn bên sếp phép. Tại giờ chị với mẹ chị là cả một gia đình rồi, chỉ có sếp là người lạ thôi. Nhưng mà chị còn đứng về phía gia đình nữa thì nó ấy, thì mình phải nghe về phía sếp một tí, dẫn dắt một tí. À em nghe đây đi, rồi chị hỏi là em làm gì, cái công việc bán hàng của em như thế nào, nó là cái hướng nào, để chị em mình cùng chia sẻ. À em tìm hiểu cái công việc bán hàng này đi, cái lối kinh doanh này đi. Thì mình có nói vài thứ như vậy đó, thì à, em ngồi đây đi. Lúc đầu nó cũng ngại, nó cứ ngồi xa xa với sếp Thảo á, biết là sếp Thảo vô đây muốn gì rồi đó. Nó cũng nghe, nhưng mà mình cứ nói như vậy đi, thì phải nghe, đã gặp rồi là phải nghe. Còn như thế nào, suy nghĩ như thế nào, làm hay không là cái đó là việc của em. Ok, cảm ơn sếp nha. Cảm ơn sếp. Cái sếp định không ngủ đúng không? Sắp tới sáng đi. Sếp ơi, ta đi đặt bè một chút rồi đó. Đặt hơi xa. Nên là sếp, ví dụ còn sếp nào muốn cảm ơn tuyến trên hay ba mẹ thì chúng ta nói nhá. Tuyến trên thì chúng ta thành một phút thôi. Một phút thôi. Đừng có nói dài và quá. Cảm ơn. Nào. Em có muốn nói về Diễm Trinh hả? Ừ. Mời Diễm Trinh chứ không phải Ngọc Trinh. Thế còn kể anh đọc Diễm Trinh nhìn thấy gì? Em là so với Quyên á, là chắc em lớn tuổi hơn Quyên một chút thôi. Cho so với mấy anh mấy chị trong đây là em là nhỏ tuổi nhất, trừ Nguyên ra. Em thì dạng như là từ trước tới giờ em không có được ăn học nhiều, với lại lời hay tiếng lời nói hay đâu này kia thì em không có được học nhiều. Từ lúc vào Asili đến giờ ấy, em cũng học được nhiều thứ. Cảm ơn mấy chị sponsor của em á, thì giờ đi ngủ hết rồi, có mình anh em còn lại thôi.
Cũng cảm ơn là sếp Yến đã dẫn dắt cho em rất là nhiều. Em đi theo sếp thường xuyên, em cũng học được rất của sếp. Cảm ơn sếp Sora cũng em học, em cũng muốn là mình giống như sếp Sora rồi sếp Yến, nhưng mà cứ học hoài mà nó không có vô đầu. ông Minh nên là em cũng chăm chú và kiên trì học 8-9 tháng nay rồi, nhưng mà nó cũng không có phát triển được nhiều hết. Không phát triển nhiều đó em. Ngày đầu em đâu có nói được chuyện trên Zoom đâu. Chung chốt chứ. Cũng cảm ơn sếp, với lại em cũng giống như cái chuyện lúc nãy là em thấy anh Thảo á, em rất khâm phục anh Thảo luôn á. Tại vì vào trong đây á, em tìm hiểu, em học hỏi rất là nhiều, nhưng mà không có được giống như anh Thảo. Mỗi lần cái giọng anh Thảo nói ra là cái giọng rất là trầm ấm, với lại những cái mà anh hiểu biết á là hình như rất ít người ta hiểu, rất ít người ta biết được những cái chuyện đó. Nên em cũng có thời gian, em cũng muốn đi theo anh Thảo để học hỏi. Cảm ơn mấy anh, mấy chị. Cảm ơn sếp Trinh. Rồi, sếp tiếp theo nào. 6 giờ dậy, đọc sách đi Trinh ơi, gặp mỗi ngày. Bây giờ còn sếp Thảo, đi sếp Thảo chốt nữa mà thôi. Thảo chốt cuối cùng. Là xong hết rồi đúng không? Anh Thảo ơi, cho em nói một câu. Nãy giờ em nghe không mà em khóc không mà em chưa nói câu nào cả. Nhường luôn. Nói chung là hiện tại là ba mẹ em đang sống với em. Hôm nay có hai cái đề tài để chúng ta thực hiện. Đề tài thứ nhất là gọi cho cha mẹ, cảm ơn cha mẹ, nhưng mà cha mẹ em hiện giờ đang ngủ, em còn đang ở ngoài xe. Điều đó em cũng không làm được. Và điều thứ hai là cảm ơn sức phân sinh, nhưng em cũng chưa nói được điều đó, là cả hai em vẫn chưa làm được. Nhưng em rất cảm ơn anh chị ở trong đây. Tại vì trước kia em đã từng làm qua bên mạng lưới mạng. Nhưng mà công ty trước của em á, những người thành công, những người có năng khiếu rất là nhiều. Nhưng mà bên đó em suy nghĩ là đội nhóm bên đây, đội nhóm bên kia có, nó có sự cạnh tranh, nó không có sự hòa hợp với nhau. Người Việt Nam của chúng ta rất là thông minh, và những người bên công ty cũ của em á, nhiều người có tài năng rất là giỏi. Em rất muốn cái tài năng của những người gom lại thành một chỗ, nhưng mà không được. Thành thử ra em cũng nghĩ từ công ty đó, khi mà em bước vào công ty Ashley mình, em rất cảm ơn các ship đã đi trước, nhất là ship Phượng, ship Sora, ship Yến, ship Gấm, ship Nguyên, tất cả các ship đã đi trước đã tạo nên được cái nền văn hóa của Ashley của mình hiện nay như vậy. Em rất là cảm ơn. Vì sao? Các ship đã tạo nên sẵn cái, đã tạo sẵn cái nền văn hóa trong đây. Tụi em vào khi em cũng cứ đi theo con đường đó thôi. Và hiện tại tụi em đang xây dựng cái nhóm của tụi em và đi theo cái con đường của Ashley cùng vậy. Con đường của các sếp đã làm ra như vậy. Thật sự là em rất cảm ơn các sếp ở trong đây. Ai không là sponsor của em, và tất cả ai cũng là sponsor của em. Cho nên em cảm ơn rất là nhiều ạ. Dạ, em xin hết ạ. Cảm ơn sếp Hằng. Sếp Hằng chào nghe thân. Cảm ơn sếp Hằng rất nhiều nhá. Đã đồng hành với bọn em nhá. Còn ai đứng nào? Rồi, anh Thảo chốt đi ạ. Cũng 12 giờ đêm rồi. Thật sự là trong đây có hai lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn em Đông đã mang đến cho anh cái cơ hội. Và sếp Phượng đâu? Sếp Phượng ngủ. Nghe cái sếp cảm ơn. Sếp về với sếp ngủ. Không biết sếp có con ở đây không biết, nhưng mà cúi đầu xin lỗi sếp. Ở đây có một người phải xin lỗi nữa, đó là em Trinh. Bây giờ anh cũng xin lỗi em luôn. Vì đầu tiên em mới muốn chụp hình mình mà mình không cho. Và mình thật sự là xin lỗi em vì em đó. Anh phải cảm ơn ở đây là cảm ơn thêm nữa là ba người, anh cảm ơn bọn em. Thực sự thì